Theo Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm đạt 9,75%. Sắp tới sẽ bước vào cao điểm mới có tầm quan trọng như lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tiến tới kỷ niệm sinh nhật Bác, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Công an đã có kế hoạch phương án cụ thể không để xảy ra phá hoại cũng như tội phạm khác để bảo vệ sự kiện lễ hội diễn ra trong đợt thống nhất non sông. Công an thành phố trực chiến 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công an tiếp tục huy động lực lượng để thực hiện hai đề án dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân, đảm bảo tiến độ cho người dân, đồng thời huy động nhiều lực lượng chống đua xe, duy trì phòng chống dịch COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.